Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 3 trong quyển sách toán tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài Phép chia hết và phép chia có dư. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 53. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Phần đầu tiên của bài học chúng ta sẽ đến với hoạt động khám phá trong hoạt động khám phá, cô có một ví dụ nhỏ như sau. Các em hãy cùng cô quan sát, lắng nghe và suy nghĩ nhé. Bạn nam này hỏi rằng: Có 10 viên bi, chia cho mỗi bạn 2 viên bi, có mấy bạn được chia? Bạn nữ này trả lời rằng: Để biết được có mấy bạn được chia thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia 10 chia cho 2. 10 chia cho 2 bằng 5. Như vậy, có 5 bạn được chia. Với phép chia 10 chia cho 2, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện đặt tính ra như sau. Cô có 10 chia 2 bằng 5, cô viết 5. 5 x 2 bằng 10, chúng mình sẽ viết 10 ở đây. Các em lưu ý, số 10 này chúng ta sẽ viết thẳng cột với số 10 ở phía trên, tức là số đơn vị thẳng cột với số đơn vị, số chục thẳng cột với số chục. Tiếp tục các em sẽ thực hiện phép tính trừ, 10 trừ đi 10 để xác định số dư của phép chia. 10 trừ 10 bằng 0, cô viết 0. Như vậy, phép chia này sẽ có thương là 5 và số dư ở đây là 0. Nếu số dư là 0, thì chúng ta có thể nói rằng phép chia này là phép chia hết, được chưa nào? Như vậy, 10 chia 2 bằng 5 là phép chia hết. Vậy đối với phép chia có dư thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Các em hãy tiếp tục quan sát cho cô một ví dụ khác nhé. Ở đây bạn Nam này hỏi rằng có 11 viên bi chia cho mỗi bạn 2 viên bi có mấy bạn được chia? Bạn nữ này nói rằng lấy đồ dùng học tập chia thử xem. Rồi, các em hãy quan sát cho cô vào ví dụ thực tế nhé. Ở đây cô có 11 viên bi cô sẽ chia cho mỗi bạn hai viên bi. Như vậy ở đây cô sẽ có một bạn được chia này, hai bạn được chia, ba bạn được chia, bốn bạn được chia và năm bạn được chia. Như vậy, khi cô lấy 11 viên bi chia cho mỗi bạn hai viên bi thì sẽ có năm bạn được chia. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng còn dư ra một viên bi. Như vậy, cô có thể nói rằng đây là phép chia có dư. 11 viên bi chia cho mỗi bạn 2 viên bi thì sẽ có 5 bạn được chia và dư 1 viên bi. Như vậy, phép chia của chúng ta sẽ là 11 chia cho 2 bằng 5 dư 1. Trong đó, 11 là số bị chia, 2 là số chia, 5 là thương, 1 là số dư. Và bạn ông này nói rằng 11 chia cho 2 được 5 dư 1. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em đặt tính phép chia này ra nhé. 11 chia cho 2, cô sẽ đặt tính ra như sau. 11 chia cho 2, các em hãy đọc nhẩm bản nhân 2 cho cô nhé. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12 chúng ta thấy 12 lớn hơn 11, do đó chúng ta sẽ lấy 2 x 5 bằng 10. Như vậy, 11 chia cho 2, chúng ta sẽ được kết quả là 5. Cô viết 5. Để xác định được số dư, cô sẽ lấy 5 x 2 bằng 10. Cô viết 10 ra đây. Các em lưu ý, chúng ta sẽ viết số 10 bên dưới số 11, sao cho các số đơn vị thẳng cột với nhau, số chục thẳng cột với nhau. Sau đó, cô xác định số dư của phép chia bằng cách cô lấy 11 trừ 10 bằng 1, viết 1. Và đây chính là số dư của phép chia. Vậy khi nhìn vào cách đặt tính phép chia như thế này, thì các em có thể hiểu được rằng 11 chia cho 2 có thương là 5, số dư là 1. Rồi, cô nhắc lại cách chia nhé. Bước 1, chúng ta sẽ lấy 11 chia cho 2 được 5, viết 5. Bước 2, chúng mình sẽ lấy 5 x 2 bằng 10. Và cuối cùng, chúng ta sẽ thực hiện lấy 11 trừ 10 bằng 1 để xác định số dư. Và đây chính là phép chia có dư. Ngoài ra, các em cần chú ý cho cô một điều như sau. Trong phép chia thì số chia luôn khác không. Và nếu là phép chia có dư thì số dư luôn luôn bé hơn số chia. Cô lấy ví dụ ở phép chia 11 chia cho 2 bằng 5 dư 1. Như vậy, số chia của cô là 2. 2 sẽ khác 0. Số dư là 1. 1 thì sẽ bé hơn 2. Như vậy, số dư luôn bé hơn số chia. Nếu chúng ta thực hiện phép chia mà số dư bằng hoặc lớn hơn số chia thì chúng ta đã thực hiện sai và chúng ta cần phải kiểm tra lại. Các em nhớ cho cô nhé. Số dư thì luôn luôn phải bé hơn số chia. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức vừa học được. Chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động thực hành. Trong hoạt động thực hành này, cô có một bài tập như sau. Bài tập thực hành số 1. Viết phép chia theo nhóm 4, theo mẫu. Rồi, các em hãy quan sát cho cô bài làm mẫu. Cô có phép chia 23 chia cho 4. Tương ứng ở đây, cô có 23 chấm tròn màu xanh. Và cô chia cho mỗi nhóm 4 chấm tròn như thế này thì cô sẽ được là 1 nhóm, 2 nhóm, 3 nhóm, 4 nhóm, 5 nhóm. Cô được 5 nhóm, mỗi nhóm 4 chấm tròn màu xanh và cô còn dư 3 chấm tròn màu xanh. Như vậy, 23 chấm tròn chia cho mỗi nhóm 4 chấm tròn thì chúng ta sẽ được 5 nhóm và dư 3 chấm tròn. Tương ứng chúng ta sẽ có phép chia là 23 chia cho 4 bằng 5 dư 3. Và ở đây phép chia 23 chia 4 chúng ta sẽ đặt tính ra như sau. Bước đầu tiên chúng ta sẽ lấy 23 chia cho 4. Chia cho 4 thì các em hãy đọc nhẩm cho cô bản nhân 4. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24. Chúng ta thấy 24 sẽ lớn hơn 23. Do đó, chúng ta sẽ dựa vào tích 4 x 5 bằng 20 để xác định thương của phép chia 23 chia cho 4. Như vậy, 23 chia cho 4 sẽ được 5. Viết 5. Bước tiếp theo, chúng ta lấy 5 nhân cho 4 bằng 20. Sau đó, chúng ta sẽ xác định số dư của phép chia bằng cách lấy 23 trừ cho 20, chúng ta được kết quả là 3. Như vậy, 23 chia cho 4 bằng 5 dư 3. Rồi, chúng ta sẽ dựa theo bài làm mẫu, chúng ta sẽ thực hiện 4 ý, đó là ý A, ý B, ý C và ý D. Trước tiên, chúng ta sẽ thực hiện ý A. Quan sát và đếm số chấm tròn ở ý A, cô thấy có tất cả là 9 chấm tròn. 9 chấm tròn này, cô sẽ chia cho mỗi nhóm 4 chấm tròn. Cô được một nhóm, hai nhóm và cô dư ra một chấm tròn. Tương ứng với điều này, cô có phép chia là 9 chia cho 4. 9 chia cho 4. Các em hãy đọc nhẩm cho cô bản nhân 4 để xác định thương của phép chia. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12. Chúng ta thấy 12 lớn hơn 9. Do đó chúng ta sẽ dựa vào 4 x 2 bằng 8 để xác định thương của phép chia 9 chia cho 4. Như vậy 9 chia cho 4 chúng ta sẽ được thương là 2. Viết 2. 2 x 4 bằng 8. 9 trừ 8 bằng 1. Như vậy 9 chia cho 4 bằng 2 dư 1. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ thực hiện ý B. Quan sát số chấm tròn ở ý B, chúng ta thấy có tất cả là 15 chấm tròn. 15 chấm tròn này, chúng ta sẽ chia cho mỗi nhóm 4 chấm tròn. Tương ứng chúng ta sẽ thực hiện phép chia là 15 chia cho 4. 15 chia cho 4, chúng ta cũng đọc nhẩm bản nhân 4 để xác định thương nhé các em. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16. Như vậy chúng ta thấy 16 lớn hơn 15, do đó chúng ta sẽ dựa vào 4 x 3 bằng 12 để xác định thương của phép chia 15 chia cho 4. Như vậy 15 chia cho 4, chúng ta sẽ được kết quả là 3, viết 3. 3 nhân cho 4 bằng 12, 15 trừ cho 12 bằng 3. Như vậy 15 chia cho 4, chúng ta sẽ được kết quả là 3, dư 3. Tương ứng ở đây, chúng ta có 15 chấm tròn, chia cho mỗi nhóm 4 chấm tròn thì chúng ta sẽ được 3 nhóm và dư ra 3 chấm tròn. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ thực hiện ý C. Chúng ta thấy ở đây có tất cả là 18 chấm tròn. 18 chấm tròn này cô sẽ chia cho mỗi nhóm 4 chấm tròn. Cô được 4 nhóm và cô dư ra 2 chấm tròn. Tương ứng, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 18 chia cho 4. 18 chia cho 4, chúng ta cũng dựa vào bảng nhân 4 để xác định thương nhé các em. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20. Như vậy, chúng ta sẽ dựa vào 4 x 4 bằng 16 để xác định thương của phép chia 18 chia cho 4. 18 chia cho 4, chúng ta sẽ được thương là 4. Viết 4. 4 x 4 bằng 16. 18 trừ cho 16 bằng 2. Như vậy, 18 chia cho 4 bằng 4, dư 2. Và cuối cùng, chúng ta sẽ thực hiện ý dê. Chúng ta thấy số chấm tròn ở ý dê có tất cả là 26 chấm tròn. 26 chấm tròn này cô sẽ chia cho mỗi nhóm 4 chấm tròn như thế này thì cô sẽ được 6 nhóm và dư ra 2 chấm tròn. Tương ứng, chúng ta sẽ thực hiện phép chia là 26 chia cho 4. 26 chia cho 4, cô được kết quả là 6, tương ứng với 6 nhóm. Và để xác định được số dư, cô sẽ lấy 6 nhân cho 4 bằng 24. Sau đó, cô lấy 26 trừ cho 24 bằng 2. Như vậy, 26 chia cho 4 bằng 6 dư 2. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động luyện tập. Trong hoạt động luyện tập này, chúng ta sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1. Tính theo mẫu. Các em hãy quan sát cho cô bài làm mẫu. 15 chia cho 3. Đây là một phép chia hết. Bởi vì chúng ta thấy phép chia này có số dư là 0. 15 chia cho 3, chúng ta sẽ được kết quả là 5. 5 x 3 bằng 15. 15 trừ 15 bằng 0. Như vậy, 15 chia cho 3 bằng 5. Đây là phép chia không có dư, hay chúng ta còn gọi là phép chia hết. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ thực hiện các phép chia có trong ý A và ý B nhé. 14 chia cho 2. Cô có 14 chia 2 được 7, viết 7. 7 x 2 sẽ bằng với 2 x 7. 2 x 7 bằng 14. Vậy thì 7 x 2 cũng bằng 14. 14 trừ cho 14 bằng 0. Vậy 14 chia cho 2 bằng 7. Và đây là phép chia hết. Rồi tiếp tục nào. 9 chia cho 3. Câu có 9 chia cho 3 bằng 3, viết 3. 3 x 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0. Vậy 9 chia cho 3 bằng 3, đây là phép chia hết. Tiếp tục, 27 chia cho 3. Câu có 27 chia cho 3 bằng 9, viết 9. 9 x 3 sẽ bằng với 3 x 9. 3 x 9 bằng 27, Vậy 9 x 3 cũng bằng 27. 27 trừ 27 bằng 0. Vậy 27 chia cho 3 bằng 9. Và đây cũng là phép chia hết. Tiếp theo, 12 chia cho 4. Câu có, 12 chia cho 4 được 3, viết 3. 3 x 4 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. Vậy, 12 chia cho 4 bằng 3. Đây cũng là phép chia hết. Tiếp tục, 32 chia cho 4. Câu có, 32 chia cho 4 bằng 8, viết 8. 8 x 4 sẽ bằng với 4 x 8. 4 x 8 bằng 32. Vậy, 8 x 4 cũng bằng 32. 32 trừ 32 bằng 0. Như vậy, 32 chia cho 4 bằng 8. Đây cũng là phép chia hết. Và cuối cùng, 35 chia cho 5. Cô có, 35 chia cho 5 bằng 7, viết 7. 7 nhân cho 5 bằng với 5 nhân cho 7. 5 nhân cho 7 bằng 35. Vậy 7 nhân cho 5 cũng bằng 35. 35 trừ 35 bằng 0. Vậy 35 chia cho 5 bằng 7. Đây cũng là phép chia hết. Như vậy, chúng ta thấy ở bài tập số 1 này, các phép chia đều là phép chia hết và không có phép chia nào có dư cả. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Ở bài tập số 2 này cũng giống như bài tập số 1, chúng ta sẽ thực hiện tính theo mẫu, nhưng ở bài tập số 2 này, các phép chia của chúng ta sẽ là các phép chia có dư. Cô lấy ví dụ, mẫu của chúng ta là phép chia 17 chia cho 3 chia cho 3 thì các em hãy đọc nhẩm bản nhân 3 cho cô nhé 3 x 1 bằng 3 3 x 2 bằng 6 3 x 3 bằng 9 3 x 4 bằng 12 3 x 5 bằng 15 3 x 6 bằng 18 như vậy chúng ta thấy 3 x 6 bằng 18 18 lớn hơn 17 Do đó chúng ta sẽ lấy 3x 5 bằng 15, để tìm thương của phép chia 17 chia cho 3. Như vậy, 17 chia cho 3, chúng ta sẽ được thương là 5. Viết 5. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy 5 nhân cho 3 để xác định số dư của phép chia. 5 nhân 3 bằng 15. 17 trừ cho 15 bằng 2. Như vậy, ở phép chia này, thương là 5, số dư là 2. 17 chia cho 3 bằng 5 dư 2. Bằng cách tương tự như vậy, các em hãy thực hiện cho cô các phép chia có ở ý A và ý B nhé. Phép chia đầu tiên, 15 chia cho 2. Chúng ta sẽ đặt tính ra như sau. Cô có 15 chia cho 2 bằng 7, viết 7. 7 x 2 bằng 14. 15 trừ cho 14 bằng 1. Như vậy, thương là 7, số dư là 1. 15 chia cho 2 bằng 7, dư 1. Tiếp theo, 10 chia cho 3. Cô có 10 chia cho 3 bằng 3, viết 3. 3 x 3 bằng 9. Các em chú ý, viết số 9 bên dưới số 10 sao cho các chữ số hàng đơn vị thẳng cột với nhau. Sau đó, cô sẽ lấy 10 trừ đi cho 9 để xác định số dư. 10 trừ 9 bằng 1. Vậy, 10 chia cho 3 bằng 3, dư 1. Tiếp theo, 23 chia cho 3. 23 chia cho 3 bằng 7, viết 7. 7 nhân cho 3 bằng 21. 23 trừ cho 21 được 2. Vậy 23 chia cho 3 bằng 7 dư 2. Tiếp theo, 9 chia cho 4. Cô có 9 chia cho 4 bằng 2, viết 2. 2 nhân 4 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1. Vậy, 9 chia cho 4 bằng 2 dư 1. Tiếp theo, 32 chia cho 5. Cô có, 32 chia cho 5 bằng 6, viết 6. 6 x 5 bằng 30. 32 trừ cho 30 bằng 2. Vậy, 32 chia cho 5 bằng 6 dư 2. 18 chia cho 5. Cô có 18 chia cho 5 bằng 3. 3 x 5 bằng 15. 18 trừ cho 15 bằng 3. Vậy 18 chia cho 5 bằng 3 dư 3. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Ở bài tập số 3 này, yêu cầu các em điền số thích hợp vào các dấu chấm hỏi. Cô có bảng sau. Ở bảng này được cấu tạo gồm 4 cột. Cột đầu tiên cho chúng ta biết số bánh để xếp vào hộp. Cột thứ hai cho chúng ta biết số bánh ở mỗi hộp. Cột thứ ba cho chúng ta biết được số hộp bánh. Và cột cuối cùng cho chúng ta biết được số bánh còn dư. Cô ví dụ, ở đây cho chúng ta biết số bánh để xếp vào hộp là 19 cái. Số bánh ở mỗi hộp là 2 cái. Như vậy, để biết được số hộp bánh và số bánh còn dư thì các em chỉ cần thực hiện cho cô phép chia lấy số cái bánh để xếp vào hộp chia cho số bánh ở mỗi hộp thì chúng ta sẽ tìm được số hộp bánh và số bánh còn dư. Số cái bánh để xếp vào hộp là 19 cái. Số bánh mỗi hộp là 2. Như vậy chúng ta sẽ lấy 19 chia cho 2. 19 chia cho 2 cô được kết quả là 9 9 nhân cho 2 bằng 18. 19 trừ cho 18 bằng 1. Như vậy, 19 chia cho 2 chúng ta sẽ được thương là 9 và số dư là 1. Như vậy, số cái bánh để xếp vào hộp là 19 cái. Số bánh ở mỗi hộp là 2 thì số hộp bánh sẽ là 9, số bánh còn dư là 1. Tương tự như vậy, số cái bánh để xếp vào hộp cũng là 19 cái. Nhưng lúc này, số bánh ở mỗi hộp là 5 cái, chứ không phải là hai cái nữa. Vậy thì, số hộp bánh sẽ là bao nhiêu? Và số bánh còn dư sẽ là bao nhiêu? À, để tìm được số hộp bánh và số bánh còn dư, thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia 19 chia cho 5. Cô có 19 chia cho 5 bằng 3, viết 3. 3 x 5 bằng 15. 19 trừ cho 15 bằng 4, như vậy, 19 chia cho 5, chúng ta sẽ có kết quả thương là 3, số dư là 4. Số cái bánh để xếp vào hộp là 19 cái. Số bánh ở mỗi hộp là 5 thì số hộp bánh sẽ là 3, số bánh còn dư sẽ là 4. Tương tự như vậy, số cái bánh để xếp vào hộp cũng là 19 cái. Nhưng lúc này, số bánh ở mỗi hộp là 4 cái. Vậy thì, số hộp bánh sẽ là bao nhiêu hộp và số bánh còn dư là bao nhiêu cái? Để biết được số hộp bánh là bao nhiêu hộp và số bánh còn dư là bao nhiêu cái, thì chúng ta chỉ cần thực hiện phép chia 19 chia cho 4. Câu có 19 chia cho 4, chúng ta sẽ được kết quả là 4. 4 x 4 bằng 16. 19 trừ cho 16 bằng 3. Như vậy, 19 chia cho 4 bằng 4 dư 3. Số cái bánh để xếp vào hộp là 19 cái. Số bánh ở mỗi hộp là 4 cái thì chúng ta sẽ có 4 hộp bánh và số bánh còn dư sẽ là 3 cái bánh. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động vui học. Trong hoạt động vui học này, cô có một bài toán như sau. Cáo nhận nhiệm vụ chia đều 18 cái kẹo thành 3 phần. Cáo chia cho hai chú gấu, mỗi chú 5 cái kẹo. Phần kẹo còn lại là của cáo. Em có đồng ý với cách chia này không? Tại sao? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 18 cái kẹo và bạn cáo sẽ nhận nhiệm vụ là chia đều 18 cái kẹo này thành 3 phần. Và bạn cáo chia như sau: Cáo chia cho hai chú gấu, mỗi chú 5 cái kẹo. Phần kẹo còn lại là của cáo. Vậy em có đồng ý với cách chia này không? Tại sao? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có số bị chia là 18, số chia là 3. Cáo chia cho mỗi chú gấu 5 cái kẹo. Như vậy chúng ta sẽ có thương là 5 và phần kẹo dư còn lại là của cáo. Vậy để xác định phần kẹo dư, thì bạn cáo đã lấy 5 nhân cho 3 bằng 15. Sau đó lấy 18 trừ cho 15 bằng 3. Vậy theo các em, các em có đồng ý với cách chia này của bạn Cáo không? Các em hãy nhớ lại xem ở trong phần hoạt động khám phá thì chúng ta có một phần lưu ý nhỏ. Đó là trong một phép chia thì số dư sẽ luôn luôn bé hơn số chia. Nhưng với cách chia này của bạn Cáo thì chúng ta thấy số dư lại bằng với số chia. Như vậy phép chia này có đúng không các em? À, phép chia này không đúng nhé. Bởi vì số dư luôn luôn bé hơn số chia, không được bằng hoặc lớn hơn số chia. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chia lại cho đúng nhé. Câu có 18 chia 3 được 6, viết 6. 6 x 3 bằng 18. 18 trừ cho 18 bằng 0. Như vậy, 18 chia cho 3 bằng 6. Đây là phép chia hết chứ không phải là phép chia có dư. Như vậy, trong trường hợp này, 18 cái kẹo chia thành 3 phần thì mỗi một phần sẽ là 6 cái kẹo. Mỗi một chú gấu sẽ được 6 cái kẹo và cáo cũng được 6 cái kẹo. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động cuối cùng của bài học, đó là hoạt động thử thách. Các con bọ rùa màu vàng và màu đỏ có cách chọn khác nhau để đậu vào các lá cây. Tiếp theo, chiếc lá nào sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ rùa màu đỏ cùng đậu? Như vậy ở đây chúng ta sẽ đi tìm quy luật mà các con bọ rùa đậu vào. Đầu tiên, có thấy con bọ rùa màu vàng này đậu vào số 3, số 6 này, số 9, số 12. Và chúng ta thấy rằng bọ rùa màu vàng đậu vào những chiếc lá mang số, đó chính là các tích có trong bảng nhân 3. Số 3 là tích của 3 nhân 1. Số 6 là tích của 3 nhân 2. Số 9 là tích của 3 nhân 3. Số 12 là tích của 3 nhân 4. Như vậy, số tiếp theo mà bỏ rùa màu vàng sẽ đậu đó là 3 nhân 5 bằng 15. Tiếp theo là 3 nhân 6 bằng 18. 3 nhân 7 bằng 21. 3 nhân 8 bằng 24. Rồi, đó là đối với con bọ rùa màu vàng. Vậy, đối với con bọ rùa màu đỏ thì sao nào? À, chúng ta thấy, con bọ rùa màu đỏ đậu vào những chiếc lá mang số 4 này, số 8, số 12, số 16. Và chúng ta dễ dàng tìm ra quy luật đậu của nó. Đó chính là con bọ rùa màu đỏ sẽ đậu vào các chiếc lá mang số là tích trong bản nhân 4. Cô có 4 là tích của 4 x 1. 8 là tích của 4 x 2. 12 là tích của 4 x 3. 16 là tích của 4 x 4. Vậy số tiếp theo bỏ rùa đỏ đậu vào sẽ là số 20 là tích của 4 x 5. Và cuối cùng là 24 là tích của 4 x 6. Vậy chúng ta thấy rằng chiếc lá đầu tiên mà có cả bọ rùa màu vàng và bọ rùa màu đỏ đậu vào, đó là chiếc lá số 12. Vậy chiếc lá tiếp theo mà có cả bọ rùa màu vàng và bọ rùa màu đỏ đậu vào, đó là chiếc lá số 24. Rồi, các em hãy cho cô biết trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã học được những gì? À, trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã học được cách thực hiện các phép chia hết và phép chia có dư. Và trong bài học này thì chúng ta có hai lưu ý. Lưu ý thứ nhất là trong phép chia thì số chia phải luôn luôn khác không. Và lưu ý thứ hai, đối với phép chia có dư thì số dư luôn luôn bé hơn số chia. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.